Chi phí local share cho một lô hàng nhập lẻ bằng đường biển. Chào các bạn, thì hôm nay Thắm sẽ giới thiệu những chi phí cho hàng lẻ nhập khẩu bằng đường biển. Nó sẽ gồm những chi phí gì? Trước khi nói về chi phí local share cho một lô hàng nhập lẻ bằng đường biển thì sẽ gồm những chi phí gì? Thì đầu tiên thì bạn phải hiểu nhập hàng lẻ là như thế nào. Hàng lẻ chính là hàng LCL, là viết tắt của Less Than Container Load. Đây được gọi là hàng lẻ hoặc là hàng consign, hàng ghép, v.v. Đây là một trong những cái lô hàng không nhiều để chất đầy cho một container hàng. Ví dụ là khi bạn muốn nhập linh kiện điện tử từ Nhật về Việt Nam, nhưng mà cái số linh kiện ấy nó lại không đủ để đóng vào một cái container lớn để vận chuyển bằng đường biển hay đường hàng không về nước, thì bạn sẽ phải đóng ghép cùng với các hàng của các doanh nghiệp khác trong một container đó. Và để đưa số hàng hóa này về Việt Nam thì quy trình nhập khẩu đối với hàng lẻ nó cũng không khác gì hàng nguyên công cả. Là khi bạn nhận được cái giấy báo hàng đến cảng của các bên như là công ty logistics gửi cho bạn, thì ngay khi mà nhận được cái giấy báo này thì họ sẽ dựa vào đấy và chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu và tiến hành làm thủ tục thông quan hàng hóa với bên hải quan. Về cái thủ tục thông quan hàng hóa này thì các bạn có thể tự làm, đi thuê dịch vụ bên logistics, họ sẽ làm cho bạn. Như công ty của Thắm là hiện tại thì sẽ giúp cho khách hàng lo về các thủ tục hải quan này luôn nhé. Và dù bạn có đi thuê dịch vụ hay là tự làm thủ tục hải quan thì đều phải trả các chi phí khai báo local charge. Đầu tiên chúng ta có chính là phí khai báo hải quan. Chi phí tiếp theo chính là chi phí terminal handling charge, hay còn gọi là cái phí mà phụ xử lý để ship dỡ tại cảng. Mặc dù đây là một cái phí cho hàng nguyên công, nhưng hàng hóa của các bạn được đóng ghép trong một cái container đấy thì các bạn vẫn phải chi trả một phần chi phí này dựa trên thể tích hàng hóa có trong cái container của bạn. Và chi phí tiếp theo sẽ là chi phí container station fee, là hàng của bạn là hàng lẻ ghép với nhiều người, cho nên là bạn không thể nào mà xuống terminal mà nơi dành riêng cho một cái việc ship dỡ hàng hóa tại cảng để lấy nguyên container về được, đúng không nè? Cho nên là nó còn phải có những người khác nữa. Cho nên là bên logistics họ sẽ vận nguyên một cái container đấy về kho khai thác hàng lẻ và sẽ mở nó ra cũng như là để lấy hàng hóa giao lại cho bạn. Cho nên là các kho khai thác hàng lẻ này họ sẽ nằm luôn ở trong cảng biển luôn. Ví dụ như là ở kho Cát Lái thì nó sẽ nằm trong cái cảng Cát Lái luôn để tiện di chuyển và quản lý các container hàng này. Chi phí tiếp theo đó là chi phí lệnh giao hàng, DO, Delivery Order Fee. Có nghĩa là khi mà bạn muốn vào kho hàng lẻ để lấy hàng thì bạn phải nhận được cái lệnh này. Cái lệnh này có nghĩa là lệnh mà công ty logistics họ sẽ đồng ý giải phóng hàng, đồng ý giao lệnh để giải phóng hàng. Và nếu mà bạn cầm mỗi cái tờ bán hàng hoặc là một cái tờ vận đơn đến thì người ở kho người ta sẽ không cho lấy đâu. Phải có lệnh giải phóng hàng hóa mới được nha. Các bạn lưu ý điều này ha. Rồi ngoài ra thì còn có những chi phí phát sinh, có thể là tùy từng trường hợp chứ không phải là lô hàng nào cũng có chi phí phát sinh. Như là phí LSS, chi phí sử dụng nguyên liệu sạch. Do hàng của mình nằm trong container thì mình vẫn phải trả một phần chi phí dựa vào thể tích hàng của mình. Tiếp theo là phí lưu kho, một số nơi sẽ được miễn phí loại này trong 3 đến 4 ngày. Và chi phí tiếp theo có thể phát sinh là chi phí kiểm hóa. Nếu như hàng nhập về, nếu là dính luồng đỏ thì sẽ phải kiểm hóa. Và chi phí tiếp theo là chi phí làm giấy phép nhập khẩu đối với một số mặt hàng. Chi phí khác nữa là chi phí handling charge, là chi phí xử lý lô hàng. Có rất nhiều chi phí phụ thu khác phát sinh, như là phí mất cân đối vỏ container, phụ phí mùa cao điểm, phí chạy điện nếu là hàng đông lạnh, phí vệ sinh container. Thì đây sẽ là những cái phí cơ bản để phải trả cho một lô hàng vận tải đường biển. Nhiều lắm đúng không nè các bạn? Và nếu như mà các bạn không biết những cái chi phí này hoặc là không biết làm những cái thủ tục này thì hiện tại bên công ty Thắm có hỗ trợ về phần này. Và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.